gió. Chào mừng quý vị đến với kênh Đá Cầu và Cầu Mây, kênh thể thao tổng hợp Phương Vi Sport và trận đấu vòng 2 nội dung đá đôi nam trẻ của giải Thái Thịnh. Giải xin lỗi quý vị, giải Vũ Chính mở rộng năm 2024. Các bạn nhỏ quý vị là hai vận động viên của Thành Nam Nam Định, Vương Minh Tùng Lê, và đối thủ của các em lần này là hai vận động viên trẻ đến từ câu lạc bộ Thái Thịnh của Hà Nội. Tỷ số này đang là 1-0, Thái Thịnh phát cầu. Rất hay, một quả cúp đứng xuôi rất hay của Vương Minh. Tỷ số này đang là 1-0. Vào lưới rồi, một quả cúp cầu thẳng vào lưới của vận động viên đến từ Thái Thịnh. Một chuyện hy hữu chưa từng có xảy ra tại các giải thi đấu. Đá thẳng vào lưới và làm đổ cả lưới luôn. Có thể là vận động viên này đá tiếp đất chưa tốt, cho nên có cảm giác như bạn đã chấn thương chân và phần mông khi mà đập xuống nền đã có hiện tượng đau. 2-1. Nhận thấy điều này, vận động viên Tùng Lê đã tấn công thẳng vào vị trí chấn thương. Hai đều. Một biểu cảm vô cùng sung sướng của vận động viên đến từ Thái Thịnh. Quét cầu chưa qua lưới của Vương Minh. 3-2. Một tình huống cũng khá vui vẻ trên sân hiện nay. 3-0. Giật cầu bước 1 hỏng. 4-3. Ngoài. Rất hay. 5-3. Một quả đặt cầu ngắn của đá sang ngay. Cơ hội cho Vương Minh nữa rồi. Cúp cầu tốt. 6-2. Ngoài cầu rồi. 4-6. Năm nay Thái Thịnh tham gia với một tinh thần vui vẻ và giao lưu. Còn bản thân Thái Thịnh họ có sức mạnh tập trung nhiều ở nội dung đồng đội nam. Ba nam của Thái Thịnh là bộ ba đã khá nổi tiếng. Quét cầu. Một quả quét rất hay của vận động viên Vương Minh. Một quả quét trực diện vào vận động viên thủ của Thái Thịnh. Nhưng đường cầu nhanh và hiểm đã khiến cho em luống cuống. Bắt cầu tốt. Cúp cầu trăng. Vương Minh. Một quả chém cầu chưa qua lưới của vận động viên Vương Minh. Năm nay Vũ Chính đã có một bước tiến khi đã mời được một số các vận động viên các câu lạc bộ của Hà Nội về tham dự giải. Đây là một trong những tinh thần học hỏi của một trong những câu lạc bộ tấn công duy nhất tại Thái Bình, với hai cái tên đã được mời về dự năm nay.
vào lưới rồi. Đó là Thái Thịnh và bán đảo Linh Đàm cùng với những người đồng nghiệp đến từ Hải Phòng như Thiên Văn và Máy Tư. Vũ Chính năm nay đã có một giải thi đấu được xem là thành công. Kính thưa quý vị, ở cấp khu vực Nam Đồng Bằng Sông Hồng thì Vũ Chính là một trong những câu lạc bộ mới thành lập. Tính đến nay họ chỉ có 2 năm tuổi đời thôi. Và với tư duy phát triển môn đá cầu hiện đại, lưới tiếp, họ đã chọn lối đá tấn công hiện đại và sử dụng quả cầu được xem là đại chúng hơn ở khu vực. Đó là cầu nhựa 93 của Hà Nội. Chính vì vậy cho nên năm nay giải lần thứ 2 họ đã mạnh dạn mời một số câu lạc bộ tên tuổi khu vực. Ở khu vực Nam Đồng Sông Hồng thì chúng ta kể đến cái tên như Thành Nam. Còn Hà Nội chúng ta thấy như Thái Thịnh và bán đảo Linh Đàm. Và Hải Phòng thì Thiên Văn và Máy Tư. Đó là những cái tên được nhắc tới nhiều. Nhưng mặt bằng chung của Thái Bình thì rất ít các câu lạc bộ đá tấn công. Rất ít các câu lạc bộ tấn công và chỉ có Vũ Chính là đơn vị duy nhất. Trở lại trận đấu ngày hôm nay, tỷ số này với là 13 năm. Một sự cách biệt rất nhiều của đôi nam đến từ Thái Thịnh và đôi nam đến từ Thành Nam của Nam Định. Chúng tôi không bàn lì nhiều vì tất cả những đường cầu trên sân đã được quay lại. Một quả xử lý cầu cũng khá nghiệp dư của vận động viên đến từ Thái Thịnh. Như chúng tôi đã nói, Thái Thịnh tập trung vào sức mạnh của đồng đội nam với những cái tên như Quang Nam, Mạnh Linh và Huy Ảnh. Bộ ba này đã làm mưa làm gió ở các giải gần đây. Và bây giờ thì họ lại tiếp tục làm mưa làm gió ở nội dung này chăng? Chúng tôi hy vọng điều đó. Chúng tôi hy vọng điều đó. Đặt cầu rất tốt của Phương Minh. Một quả xỉa cầu vào góc xa chân trái của vận động viên đi Vương Minh. Nhận thấy việc đối thủ đang phân tâm, Vương Minh đã chủ động xỉa cầu. Vít cầu tốt. 17-7 rồi. Một tỷ số quá cách biệt. Quét trang. Vít cầu tốt. Giật cầu hỏng, khá đáng tiếc. Khi đồng đội đã lót tốt cho mình rồi thì vận động viên của Thái Thịnh đã khá lung túng trong đường cầu vừa rồi. Một pha xử lý tình huống khá nghiệp dư. Vít cầu tốt. Anh nhờ tiếng ơi. Em chào, cảm ơn. Rồi. Lại một trận đấu khá dễ dàng cho hai vận động viên Thành Nam. Ở vòng bảng, hai vận động viên này đã gặp hai vận động viên đến từ câu lạc bộ Thiên Văn và đã thắng với tỷ số 21-6. Còn bây giờ cũng vậy, một tỷ số 18-9 rồi. 19-10. Quá cách biệt. Thắng. 19-10 rồi. Quá cách biệt. Tùng Lê Vương Minh đã chưa phải tốn nhiều sức lực quét trăng. Một quả quét hỏng rất đẹp của Vương Minh. Em đã định dùng kỹ thuật side kick. Chúng tôi hay gọi vui là kỹ thuật đạp xích lô. Không cần thiết. Chúng ta cứ đá dạo chơi thôi. Quét câu. Quét hỏng. Như vậy là vận động viên Vương Minh đã xin hội ý uống nước.